Cũng trong dịp này, chiều tối qua ngày 3 tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm các gian hàng của thành phố Đà Nẵng tại hội chợ kết nối giao thương thương mại Sê-công Lào. Cùng đi có Bí thư Tỉnh trưởng Tỉnh Sê-công Lách-lay Sivilay. Đến thăm các gian hàng của thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Công Thương thành phố tăng cường kết nối giao thương, tiếp cận thị trường tỉnh Sê-công, đưa các sản phẩm của Đà Nẵng qua tham gia vào các hội chợ thương mại tại Sê-công. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý, Sở Công Thương cần mở một số cửa hàng bán hải sản tươi sống của thành phố Đà Nẵng để phục vụ cho người dân tỉnh Sê-công. Hội chợ kết nối giao thương thương mại Sê-công Lào được long trọng tổ chức tại Trung tâm Thương mại tỉnh Sê-công Lào với sự tham gia của doanh nghiệp các tỉnh Nam Lào, Sê-công, Atapu, Chavasat và 4 tỉnh thành Nam Trung Bộ Việt Nam gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum. Tại đây, thành phố Đà Nẵng có 7 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và 9 doanh nghiệp gửi hàng tham gia. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa đánh dấu mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các địa phương Lào, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Ngoài ra, sự kiện được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thị trường, giới thiệu quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư với các doanh nghiệp tại các tỉnh Nam Lào, tăng cường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Lào.